bên bên này chào bác à, con ngồi xuống đi bác mới tới mà sao bác uống nhiều vậy có chuyện gì hả bác con uống với bác đi dạ bác cảm thấy chán nản và mệt mỏi quá tại sao bao nhiêu chuyện cứ dồn hết vô gia đình bác như vậy chứ bác muốn nói về chuyện của thầy quân phải không bác yên tâm đi con nhất định sẽ tìm được cô ấy và bác thiên hụt về chiêu tội chính vì chuyện đó mà biết bao nhiêu người phải lo lắng Bây giờ bác gái của con bệnh rồi Bác cũng không biết phải làm sao đi nữa Bác gái bị bệnh hả? Hôm bữa con thấy bác gái còn khỏe lắm mà Bà nói con gì trước đây Ép con quân thế này thế nọ Nên bây giờ Nó mới bỏ nhà đi theo thằng Hùng rồi Nhưng đâu phải quân bỏ đi Chính thiện Hùng bắt cô ấy đi mà Bà cũng đã cố gắng Khuyên bác gái rất nhiều Nhưng mà bà không chịu nghe Nhất quyết muốn đi tìm con quân Chính vì vậy bác mới mời con ra đây Chủ yếu là muốn hỏi Chuyện con điều tra thằng Hùng tới đâu rồi Dạ Vẫn chưa có manh mối nhiều Về thiên Hùng đâu Nhưng mà bác hãy yên tâm đi Con đã có cách bắt thiên Hùng phải xuất hiện rồi Bây giờ bắt nó Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi bắt à. à Vậy thì tốt quá rồi Nhưng mà còn con quân thì sao Không biết thằng Hùng có làm gì nó không nữa Nếu nó dám làm gì quân Con sẽ không tha cho nó đâu Lần này mà mày làm không xong Thì liệu hộ Đại ca Em biết rồi đại ca nếu mà làm không xong á Thì tụi mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó Dạ, dạ Mẹ đó Không có đứa nào làm ăn ra hột gì hết Chuyện gì? Hàng sắp về rồi đại ca Được rồi, tao biết rồi Thưa đại ca, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tôi thằng Tám Thẹo và Tư Đẹp nó đập cửa rầm rầm. Đồ ra. Em chạy đến thì nó nói là có chuyện muốn gặp đại ca. Em không biết làm sao nên chạy đến đây. Tụi nó muốn nói chuyện gì? Muốn làm loạn hả? Vậy em không biết. Tụi nó chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn gặp đại ca. Quan trọng cái con mẹ gì? Nhốt lâu quá rồi khó chịu. Giờ đòi ra chứ gì? Cái mẹ nó. Nhưng mà tụi nó nói có chuyện này liên quan đến thằng Hùng. Mà hình như là tụi nó có cách bắt thằng Hùng đó đại ca. Có chuyện này, bác đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Nhưng không biết cô nên nói cho con hay không nữa. Có chuyện gì vậy bác? Bác cứ nói đi. Chuyện là bác cảm thấy. Con quân không phải là con quân. Sao bác lại nói vậy? Bác nói có thể con không tin. Nhưng theo những gì bác cảm nhận, thì hoàn toàn đúng. Kể từ khi con quân trở về, mọi người ai cũng nghĩ là do nó mất trí nhớ. Cho nên, nó đã thay đổi rất nhiều con à. Ý bác là tính tình của ấy đã thay đổi. Đúng vậy. Ngoại trừ khuôn mặt, rất giống nhau. Còn lại tính tình thì hoàn toàn trái ngược lúc đầu bác nghĩ là do nó mất trí nhớ nhưng mà để ý kỹ thì ngay cả thói quen nó cũng thay đổi thật sự thì người thiên hùng bắc không phải là thuyền quân bác đã cảm nhận đúng rồi tại sao con biết điều đó bác có nhớ thùy quân có một cái bớt đỏ ở phía sau tay trái đúng rồi cái bớt đó có từ khi nó còn nhỏ nhưng cô gái ấy thì không có ngay từ khi con đem cô gái ấy từ trong lực về nhà sao lúc đó con không nói cho bác biết lúc đó con biết nhưng cô chưa chắc chắn bởi vì con nghĩ làm sao mà có một người giống thùy quân đến như vậy nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy thì con chắc đó là sự thật nếu không phải con quân vậy bây giờ con quân đang ở đâu chứ không. con cũng không biết nữa bác à nếu con quân bỏ nhà đi thì sau một thời gian êm xuôi rồi nó cũng phải trở về hoặc là nhắn tin cho gia đình biết còn nếu như nó có mệnh hệ gì thì cũng phải tìm ra nó chứ con nghĩ chắc chắn là thiện hùng biết thiệt quân ở đâu nên cũng muốn bắt nó để hỏi cho ra lẽ nhưng tiếc là chưa bắt được trinh à dạ con thử cho người vào trong rừng tìm xem biết đâu được phát hiện ra dấu vết của nó thì sao đây ngày mai con sẽ cho người tìm kiếm Con cố gắng giúp bác Bây giờ chỉ còn cách Tìm ra được con quân Thì mới có thể làm cho bác cái mạnh khỏe lại Vui vẻ trở lại như trước Con biết rồi Con sẽ cố gắng hết sức Ở cửa Ở cửa Tôi muốn gặp đại ca Ở cửa Mở cửa đi Mở cửa cảm ơn mày để tao tụi bay làm dạ, gì mà đập cửa đụng đụng muốn làm loạn phải không ờ, dạ, dạ dạ không, không có, đại có. Đại tụi em có chuyện quan trọng muốn nói với đại ca mày đi lo chuyện của mày đi dạ đại ca có phải là chuyện của thằng hùng không dạ. dạ đúng rồi đại ca có nói là khi nào tụi em tìm cách bắt được thằng hùng đem về đây thì đại ca sẽ thả tụi em ra bây giờ tụi em đã có cách rồi có thiệt là tụi bay đã tìm ra cách bắt được thằng hùng không dạ thiệt dạ tụi em đã suy nghĩ á và bây giờ đại ca có thể tin tưởng tuyệt đối vào tụi em dạ yeah. nghe thì có vẻ chắc chắn lắm rồi đó nhưng mà mày có biết thằng hùng đang ở đâu không dạ không à, <laughs> dạ chuyện đó thì không có quan trọng cách của em á là sẽ khiến thằng hùng tự mò về đây và làm theo những gì đại ca muốn nói nghe thử coi dạ nhưng mà trước khi nói thì đại ca có thể cho em hỏi một câu được không mày muốn hỏi gì Dạ, hiện giờ thì công an chưa tìm được tung tích và bắt được thằng Hùng, có đúng vậy không? Đúng. Vậy thì sao? <laughs> vậy thì uh, tốt quá. Thằng Hùng thì có thể trốn được, nhưng mà mẹ và em của nó thì không. <laughs> Làm sao? Mày nói tao không hiểu gì hết trơn hả? À? Mày là thằng ngu, biết cái gì mà nói? Lắng nghe đi. Mày có cách gì? Nói mau lên. <laughs> dạ. Dạ. À đại ca. Nhưng mà sau khi em nói thì đại ca phải thả tụi em ra khỏi đây nha. Tụi em ở trong này chịu không có nổi, mày dự chuyện quá. Mày nói nhanh lên. Dạ yeah. cách của em rất đơn giản, chỉ cần mình bắt mẹ và em của thằng Hùng về đây nhốt lại rồi đánh tiếng khắp nơi. Thằng Hùng mà nghe được, chắc chắn nó sẽ quay về đây. Đúng rồi. cậu vậy mà tụi nghĩ không ra nữa. Đúng rồi. Thằng Hùng nó rất thương mẹ và em của nó, nếu bắt mẹ và em của nó về, thế nào nó cũng lộ diện <laughs> à. Quá trời đó là cách của tụi bay đó hả dạ <laughs> dạ dạ đại ca thấy có được không thấy thế nào hả không thể thực hiện được đâu ừ. sao lại không thể thực hiện được đại ca tao vừa nhận được tin báo qua điện thoại là mẹ và em tần Hùng đã bị công an bắt rồi coi bộ như vậy là tụi công an cũng giống suy nghĩ với tụi bay đó ủa vậy giờ mình phải làm sao hả đại ca <laughs> tao cứ tưởng là tụi bay có cách gì hay lắm nếu mà như vậy thì tụi bay cứ ngồi đây mà chờ đi dạ đại ca dù sao tụi em cũng đã suy nghĩ nát óc để tìm cách cho đại ca đại ca thả tụi em ra đi dạ đúng rồi đại ca đúng là tụi bay đã nghĩ ra cách nhưng mà cách này không thể thực hiện được đâu không mình có thể thực hiện được tuy là công an đã bắt mẹ và em của thằng hùng nhưng mà họ đâu có cớ gì để mà giam giữ lâu bắt buộc họ phải thả ra lúc đó chúng ta chỉ cần ra tay là bắt được thằng hùng mày đừng có vội mực nếu như tao bắt mẹ và em của thằng hùng rồi đánh tiếng Công an sẽ điên cho tao à Dạ Dạ lúc đầu em cũng nghĩ như vậy Nhưng mà khi nghe đại ca nói công an bắt mẹ của thằng Hùng Thì uh, Vấn đề đã được giải quyết <laughs> Chuyện đánh tiếng Cứ để công an lo Khi thằng Hùng mò về đây Mình sẽ ra tay trước <laughs> Đại ca thấy sao Ý của nó thì hay đó Cứ làm theo ý nó đi đại ca Thôi được Lần này tao sẽ tha cho tụi mày Coi như là tụi mày đã tìm ra cách nhưng nếu lần này thằng hùng xuất hiện á mà tụi bay không bắt được nó thì đừng có trách tao con khờ quá sao lại nói như vậy chứ có trách là trách mẹ nếu mẹ không bị tai nạn thì mọi việc đâu có như vậy vậy bây giờ phải làm sao không lẽ con cứ trốn chu trốn nhủi như vậy hoài hả Ba Hôm qua tối rồi Mà con đi đâu vậy Dạ Con đi ra ngoài Có chút chuyện thôi ba Ừ Ba Chuyện ba nhờ bạn bè đánh tiếng Giúp con Tới đâu rồi Ba đã gọi điện thoại Nhờ bạn bè khắp nơi rồi Ba hy vọng á Là sẽ đánh tiếng Tới tay thằng Hùng Mà con nhớ Là chỉ có hai ngày thôi nha Cũng không hẳn là hai ngày đâu ba Sao không phải là hai ngày Chẳng lẽ con làm công an mà con không biết luật à? Dạ không phải Ý con là mình vẫn đến tiếng bình thường Nhưng nếu sau hai ngày mà Thiên Hùng vẫn không xuất hiện Thì mình vẫn cứ thả mẹ con nó về Nhưng mà giữ bí mật Để thằng Hùng nó tưởng là mẹ và em nó vẫn còn bị bắt Và nó sẽ mò về Ừ Chị cũng được Ba Con có chuyện này muốn nói với ba Chuyện gì? con muốn đưa một số người vào đường tìm kiếm à, con chắc chắn là sẽ còn dấu vết gì đó để lại dấu vết của cái gì và dấu vết của thằng hùng để làm gì thằng, thằng hùng đang trúng khỏi thị xã và chúng ta làm mọi cách để bắt nó phải xuất đầu lộ diện dạ con muốn tìm dấu vết của thùy quân dấu vết của thùy quân dấu vết gì con nói cái gì vậy có một số chuyện con vẫn chưa hiểu ba con muốn xác định lại ba cho phép con quy động người nha chuyện này thì ba không thể giúp được ba chỉ có thể tập trung người cho những chuyện cần thiết thôi còn những chuyện thuộc về chuyện riêng tư á chỉ là chuyện con với con quân thì ba không thể nào giúp được chẳng lẽ ba là trưởng công an của thị xã mà chỉ có chuyện nhỏ như vậy ba không thể giúp con được ba làm trưởng công an là để giải quyết chuyện công chứ không phải là lợi dụng chức quyền để làm chuyện riêng nhân tiện ba nói với con biết luôn ba không muốn con vì chuyện của con quân á mà phí công vô ích sao bà lại nói vậy chứ không phải sao Con đã gì con quân mà bỏ ra biết bao nhiêu công sức vậy mà có tìm thấy đâu mà cho dù có tìm thấy á thì nó cũng đâu có yêu con cô có yêu con hay không thì cô cũng phải tìm ra con muốn mọi chuyện rõ ràng nhưng con đã phí quá nhiều thời gian cho cái chuyện vô ích rồi tập trung làm việc đi bây giờ con đang làm việc nào ba tìm người mất tích cũng là việc của công an vậy không phải mất tích Mà con quân á Nó đi theo thằng Hùng Rốt cuộc Bà không thể giúp hay là bà không muốn giúp con Bà nói thẳng cho con biết Nếu như bà con giúp được á Thì bà cũng không giúp cho gia đình đó Bà làm vậy Mà bà không cảm thấy gì sao Lúc trước thì thân thiết Rồi còn làm ăn chung này nọ Bây giờ người ta xảy ra chuyện Bà quay lưng Bà làm con thất vọng quá Con Cái gì ông à mày dám nói với tao vậy đó hả sao ông chửi con nãy giờ bà không nghe nó nói sao thấy cha mẹ dễ dãi rồi làm lưng đứng lại còn gì cái thiệt là hết chịu nói mà hôm nay các em đã học xong phần lý thuyết Hôm sau cô sẽ hướng dẫn cho các em phần kỹ thuật thực hành và sẽ được giáo viên hướng dẫn từng người. Chào các em. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. em yeah. chào cô. Dạ yeah. em chào yeah. cô. Dạ yeah. em chào yeah. cô. Nè các bạn. À. Cái gì? Hôm nay cô lại nghỉ nữa hả? Không thấy người đúng thì đúng đúng chắc đúng 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 là nghỉ đúng đúng rồi. À mà nè. Mọi người có biết tại sao cô nghỉ học hoài không? Hồi trước á là do lo lắng cho thư còn bây giờ thư về rồi tại sao ông vẫn nghỉ học hoài vậy ai mà biết mà thư cũng nghĩ chứ có phải nghĩ chỉ một mình khôi đâu không biết có chuyện gì không ha hơi đâu mà lo chắc là hai người đó lâu ngày không gặp tới khi gặp lại có nhiều chuyện để nói với nhau thôi <laughs> mấy bà này ngồi đó mà đoán mò đi muốn biết cái gì thì móc điện thoại ra mà gọi đi trời Linh thiệt á Nhắc tiền nhắc bạc được vậy cũng tốt Khôi gọi hả? Nghe ừ. máy đi Sao? Alo, Khôi hả? Ông đang đâu vợ? Sao ông đi học? Thành ơi, tới đây một chút được không? Tôi buồn quá Nhưng mà ông đang ở đâu? Quán cũ, đường Nguyễn Trãi Ừ, biết rồi, tôi tới đó liền Khôi nói gì vậy? Khôi đang ở đâu? Ông đang ở quán nhậu á Nhưng mà hình như ông muốn nhiều lắm rồi hay sao á Cái giọng nghe nhè nhè thấy ghê à ủa sao kỳ vậy tôi cũng đâu biết đâu nhưng mà giờ tôi phải tới đó nè tôi sẽ đi cùng bà ờ đi ừ tại sao là như vậy anh không muốn chia tay đâu <laughs> nè ngừng lại đi mọi người tới rồi hả uống với tôi đi có chuyện gì buồn mà khôi uống nhiều dữ vậy có gì buồn chứ Xuân không hiểu đâu Uống đi Thì có chuyện gì Khôi cứ nói đi Mọi người sẽ tìm cách giúp Khôi Nói ra cũng vậy thôi Mọi người không <laughs> thể giúp mình được đâu Thì Khôi cứ nói đi Tụi mình tới bốn người Chắc gì là không có cách Chuyện này Không có cách giải quyết Nè Giữa ông với Thư có chuyện rồi đúng không? Hai người cãi nhau hả? Nếu cãi nhau từ đâu có gì đáng nói Không cãi nhau Vậy thì chuyện gì mà làm ông buồn dữ vậy Từ trước tới giờ có bao giờ ông uống rượu nhiều dữ vậy đâu Tôi và Thư Chia tay rồi Cái gì Kể tụi tôi nghe coi Ông và Thư chia tay Ông có đi giận với tụi tôi không đó Tôi nói thật Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa sao lại chia tay hai người chẳng phải là đang tình tứ với nhau mà bây giờ minh thư cũng quay về rồi mà đúng là tôi rất vui khi thư quay trở về nhưng mà khi thư trở về thư vẫn theo người thanh niên đó nữa và hai người rất thân thiết với nhau nữa tôi chịu không được thì ra thư đã thay lòng đổi dạ rồi xuân phải đi nói chuyện với thư mới được nè xuân hoàng đã ngồi xuống đi <laughs> bây giờ xuân có đi gặp thư cũng không có giải quyết được gì đâu Ừ đúng rồi đó Mọi người chắc cũng biết tính của Thư mà Cô ấy nói ra rồi Không dễ thay đổi được ừ. Không lẽ im lặng Im lặng thì giải quyết được vấn đề hả Ít ra cũng phải nói chuyện với Thư rõ ràng chứ Không cần đâu Tôi không muốn mọi chuyện Trở nên rắc rối thêm Xuân có hiểu không Tự Khôi Sẽ tìm cách giải quyết Khôi chia sợ là Thư sẽ không chịu nghe những gì Khôi nói thôi. Nhưng Thư có nói lý do tại sao chia tay không? Thư nói là Khôi không tin tưởng cô ấy. Nghi ngờ cô ấy thế này thế nọ. Nhưng mà thật sự Khôi thấy là Thư đã thích người đó thiệt rồi. Anh ta là ai? Anh ta ở đâu? Lúc mà Thư bị lạc ở An Giang. Thư nói là anh ta đã giúp đỡ Thư rất nhiều. Và Thôi hai mà Khôi, Khôi đừng uống nữa. nhau trải qua rất là nhiều chuyện nữa. Vậy là... Thư đã thích người ta thật sự rồi. Thôi, bây giờ tụi mình tới để nói chuyện với Thư đi. Khỏi mất công ngồi đây đáng mò nữa, chi cho mệt. Đúng rồi. Đi, tôi với mấy bà tới hỏi cho ra lẽ. Được rồi, bây giờ tụi tôi sẽ đưa ông về nhà trước, rồi sẽ liên lạc với Thư sau. Còn ông á, nghỉ ngơi bình tĩnh và đi học lại đi. Mình biết rồi. Cảm ơn các bạn. Mình không sao đâu. Mình không muốn về nhà. Cô bình tĩnh đi. Ừ. Trước tới giờ, nó luôn nghe lời tôi. Chỉ mà hôm nay nó dám cãi lời. Thật là bất minh mà. Ông bình tĩnh được nóng giận quá. Có gì từ từ nói với con, rồi nó sẽ hiểu thôi mà ông nó mà hiểu á thì tôi đâu có tức như vậy tôi <laughs> không ngờ nó vì con nhỏ đó mà nó cãi lời tôi à, thì ông cũng biết là thằng trình nó yêu con quân tới mức độ nào mà vì vậy ông cũng đừng có ép con quá trước giờ tôi có ép gì nó đâu nó muốn cái gì tôi cũng đều đồng ý hết nhưng mà nó đòi hỏi những chuyện vô lý á thì làm sao tôi có thể chịu được chứ thì ông cũng cố gắng giúp con đi. Nó có làm hại ai đâu. Nó làm việc tốt thôi mà. Có gì đâu mà ông sợ. Biết là như vậy. Nhưng tôi không thể giúp nó được. Cái chuyện đánh tiếng mà giam giữ mẹ và em của thằng Hùng á là quá rồi. Bây giờ nó còn muốn cho người vô rừng tìm kiếm. Không có một lý do rõ ràng. Làm sao tôi có thể đồng ý được chứ? Bộ... Ông không còn cách nào nữa hay sao? Không! Nhưng cho dù tôi có, tôi cũng không giúp nó. Để cho nó đừng có ý vô tôi nữa. Ừ. Ông cố giúp con lần này nữa đi. Dù sao, cũng vì gia đình cả hai bên mà ông. Cái gì? Gia đình hai bên? Ừ. Chuyện con Quân là chuyện gia đình bên đó. Kêu họ tự giải quyết đi. Không phải chuyện gì cũng ý vô gia đình của mình được ai không biết là như vậy tôi nghĩ ông giúp gia đình bên đó một lần nữa thôi coi như là ông chịu ý thằng trình đi cho con nó vui chứ để tình hình trong nhà căng thẳng quá như vậy cũng đâu có tốt đâu ông tôi phải nghiêm cho thằng trình nó biết không phải là làm công an rồi muốn làm cái gì tùy tiện cũng được còn gia đình bên kia tôi sẽ cắt đứt quan hệ với họ cái gì ông tính cắt đứt quan hệ với gia đình bên kia hay sao ông đúng vậy từ khi xảy ra vụ cướp là tôi đã không thích gia đình bên đó rồi nhưng chính vì thằng trình cho nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện tự nhiên hôm nay lại nhắc tới chuyện con quân nữa chắc là không phải là chủ ý của nó rồi vậy thằng trình nó nghe ai nói cái gì đó hả ông tôi cũng nghĩ vậy bữa giờ đang yên đang lành tự nhiên bây giờ dở chứng lại đòi đi tìm người ở trong trần đó. chắc là ông thức nói gì với thằng trình cho nên nó mới như vậy ông mà ông có chắc không lỡ như đoán mò mà sự thật không đúng như vậy thì ảnh hưởng không tốt đến gia đình hai bên ông mà tôi quyết định là sẽ không dính dáng gì tới gia đình bên đó nữa vậy đi cho nó khỏe từ lúc quyết định cho hai đứa đám cưới tới bây giờ Xảy ra đủ thứ chuyện hết Quá đủ rồi Tôi cũng không biết làm sao nữa Thôi Ông muốn làm gì đó ông làm đi Alo A à, Thức hả chúng ta có thể gặp nhau một chút được không à. à chào anh chào anh xin lỗi anh chờ tôi lâu chưa à cũng được một lúc anh ngồi đi dạ dạ chú dùng gì ạ cà phê đá đi con dạ chẳng là bà nhà tôi bị bệnh tôi phải chăm sóc cho bà ấy ủa chị nhà bị bệnh gì vậy không giấu gì anh kể từ khi con quân mất tích dạ bà nhà tôi lo lắng mất ăn mất ngủ rồi sinh bệnh luôn à anh kêu tôi ra gấp như vậy á có chuyện gì không tôi có chuyện này muốn nói với anh có chuyện gì anh cứ nói đi tôi nói chuyện này tôi mong là anh được buộc chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy anh dù sao á dạ, chúng ta cũng chắc. là bạn làm ăn từ lâu lắm rồi mà anh nói á cứ như người xa lạ vậy tôi vừa mới nhận được một lời mời làm ăn từ một người bạn ở trên thành phố á tôi định sẽ chuyển hướng làm ăn ở trên đó <laughs> như vậy thì tốt quá rồi anh sẽ có cơ hội phát triển công việc hơn nữa nếu mà như vậy á thì tôi phải dồn toàn bộ tất cả tiền bạc vô đó. Và họ sẽ có quyền quyết định chuyện làm ăn với ai tùy thích. À. Anh có thể nói họ chiếu cố cho tôi được không? Dù sao, chúng ta cũng là bạn làm ăn từ lâu lắm rồi mà. Tôi nghĩ chắc chắn là không được. Là vì người đó sẽ ra nước ngoài đầu tư và học hỏi kinh nghiệm cùng kỹ thuật tiên tiến để về phát triển ở Việt Nam. Còn những cái hiện tại thì chắc chắn sẽ không còn phù hợp với đất nước mình nữa. Vậy có nghĩa là việc làm ăn giữa tôi và anh bị cắt đứt sao? Chắc chắn là như vậy. Thiệt là khó cho tôi quá. Dù sao, mình cũng đang hợp tác tốt với nhau mà. Bạn không biết, bây giờ người ta chuyển sang hợp tác với nước ngoài cho thích hợp xuất hàng qua campuchia lào rồi các nước lân cận châu á còn kết hợp ở trong nước mình thì không mang lại hiệu quả đâu tôi khuyên anh cũng nên chuyển sang hướng đó muốn đầu tư làm ăn ở nước ngoài phải có vốn nhưng mà tôi lại không có vốn nhiều tôi rất tiếc tôi không thể giúp được anh rồi anh phải tự tìm cách riêng cho mình đi vậy thì không còn cách nào nữa sao anh Cảm ơn anh Đã thông báo cho tôi biết tin À Còn chuyện này nữa Là thằng Trình nó sắp chuyển công tác khác Tại sao lại chuyển công tác Không phải là thằng Trình cũng muốn tìm ra con quân hay sao Cái chuyện tìm kiếm con quân á Tôi sẽ giao cho một người khác tìm kiếm Còn thằng Trình á Nó sẽ chuyển công tác khác Có nghĩa là thằng Trình á Không thể tiếp tục với con quân nữa Tôi mong anh hiểu cho Ờ, à, nhưng, nhưng mà chẳng lẽ gì có thể chuyện này sẽ làm cho anh rất là khó chịu nhưng mà tôi đã quyết định rồi không thể thay đổi được đâu thôi bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi anh thức chào anh sao giờ này vẫn chưa tới nữa anh trần ờ à. có chuyện gì mà anh gọi em ra đây gấp vậy sao hôm nay anh không đi làm anh ngồi đây rồi nói muốn uống gì không thôi được rồi em không muốn uống đâu ừ tôi muốn nhờ anh và một vài người nữa cùng tôi vào rừng vào trường để làm gì ừ à, chuyện này bí mật là chuyện riêng tư anh không được nói cho ai biết nha em hiểu vậy anh có thể nói rõ hơn vào rừng để làm gì tôi muốn tìm ra dấu vết của thiện hùng và thùy quân nhưng mà thằng hùng và thùy quân đã rời khỏi thị xã rồi mà tôi biết nhưng theo cảm tính của tôi tôi nghĩ còn một dấu vết khác <laughs> đã nói đây là chuyện riêng tư mà nên tôi mới nhờ anh giúp chứ <laughs> thôi được rồi ừ. em sẽ giúp anh Xem như là em đi dạo một ngày trong trường thôi mà <laughs> Alo, dạ con nghe Ờ, con đang ở đâu chị? Bác có thể nói chuyện với con một lát được không? Dạ, có chuyện gì vậy bác? Chuyện gấp lắm Với lại không chỉ nói qua điện thoại Con đang ở đâu bác đến? Dạ, bây giờ con cũng đang rảnh Để con chạy qua nhà bác Ờ, vậy bác chờ con Dạ um tôi có chuyện gấp phải đi anh giúp tôi kêu thêm vài người nữa ừ xong anh gọi cho tôi liền rồi chúng ta sẽ cùng đi được rồi em đi liền ừ tính tiền em ơi dạ chào bác à. ờ có chuyện gì bác có vẻ lo lắng quá vậy bác gọi con qua đây là vì có chuyện rất quan trọng có liên quan tới con chuyện gì mà có liên quan tới con chuyện là hồi sáng nay ba con có gặp bác ba. ba con nói là muốn chuyển hướng làm ăn sang các nước ở trong khu vực ba con muốn chuyển hướng làm ăn qua nước ngoài sao con không nghe ba con nói gì hết có thể là anh ấy chưa nói cho con biết mà như vậy cũng tốt chỉ có điều... Nhưng nếu chuyển hướng làm ăn qua nước ngoài, thì bà con phải dùng toàn bộ vốn vào đó. Giờ Và phải có mối quan hệ. Mà ba con đâu có quen ai bên nước ngoài đâu. Bà con nói với bác là có một người bạn bên nước ngoài nên muốn chuyển hướng làm ăn. Cũng có nghĩa là ba con sẽ không hợp tác làm ăn ở trong nước nữa. Ờ, ừ, vậy là cắt đứt làm ăn với bác luôn rồi đúng vậy thôi được rồi bác để con về con hỏi là ba con xem sao giờ con sẽ cố gắng thuyết phục ba vẫn giữ mối làm ăn với bác <laughs> cảm ơn cô nhưng mà không biết có được hay không nữa bác thấy ba con có vẻ kiên quyết lắm Dạ, thôi bác cũng đừng có lo quá Mà ảnh hưởng tới sức khỏe Chuyện này, ba cứ để con về nói chuyện lại với ba Dạ, con xin phép bác Nếu không có chuyện gì, con về Khoan đã Thật ra thì Còn một chuyện này nữa Dạ, còn gì gì với bác? Chuyện mà bác nói có liên quan tới con. Ba còn nói với bác là con sắp chuyển công tác đúng không? Làm gì của chuyện đó bác? Ba còn nói với bác như vậy hả? Đúng vậy. Ba còn nói với bác là con sắp chuyển công tác đi nơi khác. Con, con không hề biết gì về chuyện này hết á. Và con cũng không thể chấp nhận chuyện đó. Con không thể rời xa quân đâu chuyện mà ba con đã quyết định rồi thì làm sao con thay đổi được chứ. ừm, à, à, bác yên tâm đi, sẽ không có gì đâu bác. ừm, à, bây giờ con xin phép bác, con phải vào đừng có gì. con đi đi. Dạ. À. thằng khôi sao giờ này chưa về nữa cũng không gọi điện thoại không biết đi đâu rồi mẹ ơi trời ơi con đi đâu về mà say xỉn quá vậy <laughs> toàn mùi rượu không à sao uống nhiều quá vậy con dạ con không sao đâu mẹ con uống chút xíu ạ nhưng sao con lại uống rượu con có chuyện buồn hả có chuyện gì con nói cho mẹ nghe đi con vừa gặp thư nhưng mà <laughs> nhưng sao Hai đứa cãi nhau phải không? Con cũng chỉ mong là cãi nhau. Con á, cứ ấp ấp mở mở hoài à. Sao mẹ hiểu được? Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe coi. Con với Thư, chia tay rồi mẹ. Hả? Con nói cái gì? Con nói thiệt hả? Con không hiểu tại sao là như vậy. Con có làm gì sai đâu mẹ. Thôi Con hãy bình tĩnh Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe Tại sao hai đứa đang bình thường mà lại chia tay Tôi có người khác rồi Cái gì Nhưng người đó là ai Người đó tôi gặp khi bị lạc ở An Giang Tôi nói Anh ta đã giúp đỡ Thư rất nhiều Và hai người Cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nữa đó mà cũng bình thường mà con trải qua nhiều chuyện với nhau nhưng chưa chắc là đã có gì với nhau thì thì con đâu nói gì tới chuyện đó đâu con chỉ thấy thư dành nhiều tình cảm cho anh ta con mới hỏi cho rõ ràng ai ngờ không lẽ con thư với cậu thanh niên đó có cái gì thật hả con cũng không biết thư nói là không có gì nhưng mà con thấy hành động và lời nói của thư không khớp với nhau. Đã vậy, Thư còn cho anh ta đi về nhà của Thư để sống chung nữa. Không có gì, tại sao Thư lại dám làm như vậy hả mà? Cái gì? Con nói thật hả? Chuyện đó là thật đó. Thư làm như vậy. Thư hỏi sao con không nghi ngờ chứ? Mẹ thấy. Con nên tập trung vô việc học thì hơn với một người con gái chưa gì đã có quan hệ mờ ám với một thanh niên khác như vậy thì có ra gì đâu chứ mẹ cũng sẽ nói chuyện với nó để cho nó hiểu sống như thế nào cho đàng hoàng chứ mẹ biết nó lâu rồi nó là một đứa con gái dễ thương hiền lành nhưng tại sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ con của con người thường để thay đổi như vậy. Thôi được rồi. Mẹ sẽ đi gặp nó. Dạ con chào bác ạ. À. à thư, ngồi đi con. dạ xin lỗi chị dùng gì ạ à? ừ thôi khỏi cảm ơn dạ bác hẹn con ra đây chắc là nói chuyện giữa con và anh khôi đúng không bác nếu như con đã đoán được thì bác vào thẳng vấn đề luôn bác nghe thằng khôi nói hai đứa chia tay sao vậy con con cũng rất buồn nhưng phải đành chịu thôi con thấy khi đã yêu mà không tin tưởng lẫn nhau thì chia tay sẽ tốt hơn bác à con nói thằng khôi không tin tưởng con à theo bác đó cũng là tâm lý bình thường của một người đang yêu có gì đâu mà con làm mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy nhưng chính anh khôi là người bắt đầu trước mà con thực sự cảm thấy rất thất vọng và chán nản bác hiểu con cảm thấy khó chịu khi bị nghi ngờ nhưng thằng khôi làm như vậy cũng vì nó yêu con quan tâm tới con thôi thử hỏi có người con trai nào khi thấy người yêu của mình đi thân thiết với một người con trai khác mà không tỏ ra khó chịu đâu con con hiểu điều đó nhưng Con không chấp nhận được Anh ấy ghen tuông này nọ Rồi bắt con làm thế này thế kia Thậm chí Anh ấy Còn nói nặng lời với con nữa Bác ơi Con đã quyết định rồi Chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai Nhưng con có biết Vì chuyện này mà thằng Khôi nó đã bị suy sụp Nó đã tìm tới rượu và uống đến khi say xỉn mới chịu về nhà hay không hai đứa quen với nhau lâu rồi phải hiểu tính của nhau chứ đừng vì một phút nóng giận mà cả hai phải hối hận về sau bác nói như vậy con hiểu chứ bác ơi con đã quyết định rồi con mong bác hãy hiểu cho con bây giờ con phải vào trường rồi con xin phép bác con đi trước ạ à? à, con dạ con chào bác con sao rồi không thấy gì hết hy vọng sẽ tìm ra dấu vết vui có tìm thấy gì không dạ không tôi nghĩ chắc chắn phải có dấu vết gì đó còn sót lại bây giờ tất cả con đường chính ra thị xã chúng đều không đi được vì dễ bị lộ chỉ có một cách duy nhất là nó băng qua rừng cứ tiếp tục tìm kiếm không được bỏ cuộc